Lười biếng lao động, tụ tập ăn chơi và để có tiền tiêu xài, năm thanh niên có tuổi đời từ 18 đến 24 ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang rủ nhau chặn xe cướp tài sản người đi đường. Hậu quả cả năm người vừa bị công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam. Đó là Danh Giàu 24 tuổi, Danh Huy 22 tuổi, Danh Nhật 18 tuổi, Danh Phước 20 tuổi và Danh Hùng 20 tuổi, cùng ngụ xã Thới Quảng, huyện Gò Quao. Tại cơ quan công an, các đối tượng này khai nhận, vào tối ngày 11 tháng 7, sau khi nhậu xong, cả nhóm ra quốc lộ 61 để tìm người đi đường cướp tài sản. Khi đi đến đoạn đường thuộc xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, thì phát hiện anh Ngô Văn Triệu, ngụ thành phố Rạch Giá, đang điều khiển xe máy phía sau chở vợ và con. Lúc này, Giàu chở Nhật và Phước chạy xe vượt lên, ép xe anh Triệu vào lề. Giàu nhảy xuống định giật chiếc túi sách, nhưng anh Triệu rồ ga bỏ chạy nên y không thực hiện được. Lúc này, Huy và Hùng đuổi theo cướp đầu xe, nhưng anh Triệu né được và chạy đến cơ quan công an trình báo. Ngay trong đêm, cả năm tên cướp cạn đã bị công an huyện Châu Thành bắt giữ. Ngoài vụ cướp chưa thành nói trên, trước đó vào tối ngày 10 tháng 7, Giàu và Huy đã dùng dao khống chế chị Đặng Thị Lâm, ngụ xã Định An, huyện Gò Quao, cướp được một điện thoại di động và một dây chuyền vàng 18K, đem bán được trên 5 triệu đồng. Hiện cơ quan công an đã thu hồi được tang vật trả lại cho người bị hại.